Nghệ An, 4 cán bộ xã bị khởi tố vì chi tiền ngân sách chi trái quy định. Chỉ đạo cấp dưới chi tiền ngân sách trái quy định, nguyên chủ tịch xã và 3 thuộc cấp của mình đã bị khởi tố và thi hành lệnh bắt khẩn cấp. Sáng ngày 17 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm sát Nhân dân cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tổ chức tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can gồm Nguyễn Mão, sinh năm 1963, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Trương Văn Trung, sinh năm 1973, kế toán trưởng Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, Nguyễn Công Bằng, sinh năm 1986, công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp, bộ trưởng Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành và Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1977, công chức tư pháp kiểm thủ quỹ Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành. 4 bị can trên bị bắt để phục vụ công tác điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự. Trước đó ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội danh nói trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Mão và Trương Văn Trung, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Công Bằng. Trước đó ngày 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết tố giác tội phạm của công dân xã Hợp Thành về những sai phạm của một số cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, huyện Yên Thành trong công tác quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Qua điều tra, công an xác định, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, ông Nguyễn Mão, thời điểm đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, đã chỉ đạo cấp dưới lấy hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ tiền ngân sách chi trái quy định để hợp thức hóa các khoản chi trái quy định này và che giấu hành vi sai phạm. Cuối năm 2018, Nguyễn Mão đã chỉ đạo cấp dưới gồm Trương Văn Trung, Nguyễn Công Bằng và Nguyễn Thị Thương lập khống hồ sơ chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm chùa, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 300 triệu đồng. Trên thực tế, nhà văn hóa xóm chùa, xã Hợp Thành đã được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ xây dựng vào năm 2017, số tiền 350 triệu đồng. Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, thấy có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng nên ngày 16 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tích cực mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.